Người béo phì có nguy cơ trầm cảm cao hơn bình thường. Theo chuyên gia, việc hỗ trợ về mặt tâm lý xuyên suốt quá trình giảm cân sẽ giúp họ vượt qua các trở ngại và nâng cao hiệu quả điều trị. Không chỉ là ảnh hưởng về mặt ngoại hình hay sức khỏe thể chất, tình trạng thừa cân béo phì còn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của những người gặp vấn đề này. Đáng nói hơn, tâm lý căng thẳng lại có tác động ngược đến quá trình giảm cân, buộc người bệnh rơi vào một vòng luẩn quẩn khó giải thoát. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn, trưởng đơn vị tâm lý lâm sàng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người bệnh béo phì có tâm lý nôn nóng trong việc tìm phương cách nhất định có thể giúp họ nhanh chóng giảm được cân. Tuy nhiên, trên thực tế, đa số người bệnh thường ngại trao đổi với bác sĩ chuyên gia về vấn đề số cân nặng của mình. Vì chuyên gia nhấn mạnh, sự nôn nóng chưa hiểu rõ phương pháp điều trị, cùng việc có quá nhiều nguồn thông tin chưa chính xác về một số loại thực phẩm chức năng trên thị trường hay những biện pháp hỗ trợ giảm cân truyền miệng, có thể khiến người thừa cân béo phì đưa ra quyết định sai lầm. Sau khi cố gắng áp dụng những biện pháp này nhưng hiệu quả cuối cùng không được như mong muốn, tâm lý của người bệnh lại tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Mặt khác, bác sĩ Mẫn cho hay, các yếu tố tâm lý trong đó có tình trạng căng thẳng lại là một trong những nguyên nhân chính gây ra béo phì. Ông giải thích, tình trạng căng thẳng gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức, làm thay đổi hành vi và thói quen trong cuộc sống hàng ngày một cách tiêu cực. Trong đó, biểu hiện rõ ràng nhất lại chính là việc ăn uống sinh hoạt và vận động thiếu lành mạnh. Không những vậy, tâm lý căng thẳng còn có thể khiến các chức năng sinh học của cơ thể bị mất cân bằng. Từ đây có thể dẫn đến các rối loạn trong quá trình trao đổi chất. Kết quả cuối cùng là tình trạng thừa cân và béo phì. Đáng nói hơn, khi tình trạng căng thẳng đạt tới mức độ nghiêm trọng, người bệnh sẽ rơi vào trầm cảm. Theo chiều tác động ngược lại, béo phì cũng góp phần gia tăng sự nghiêm trọng của căng thẳng hoặc trầm cảm. Nhiều người béo phì còn phải chịu đựng sự kỳ thị của những người xung quanh. Điều này càng khiến tình trạng căng thẳng hoặc trầm cảm trở nên nặng nề hơn. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn, một số nghiên cứu đã chứng minh người bệnh béo phì có thể giảm khoảng 5-10% trọng lượng cơ thể ban đầu trong khoảng thời gian 6 tháng khi được điều trị bằng chương trình tập luyện thể chất kết hợp với sự thay đổi chế độ ăn, nhất là các chiến lược thay đổi hành vi và lối sống. Vị chuyên gia cho biết thêm, các bác sĩ tâm lý sẽ có phương pháp can thiệp giúp người bệnh thay đổi hành vi thành công, nâng cao khả năng tự điều chỉnh, từ đó hướng đến việc xây dựng và duy trì những thói quen lành mạnh. Những hành động đơn giản này sẽ góp phần tích cực vào hiệu quả của quá trình điều trị béo phì. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.